Rồi, xin chào tất cả các bạn, quay lại với lại channel là Go Enroll với Khoa Trần ha. Mình là Khoa Trần, thì bữa nay quay trở lại với lại là channel của mình. Thì Khoa mang đến cho các bạn một chủ đề mới mà rất là sẽ có cho các bạn du học sinh. Thì chủ đề đó là về trường hợp mà các bạn rất là hay lo lắng. Mình hay nghe nói vấn đề về out status đúng không? Kiểu giống như là đi học mà bị mất tư cách du học sinh gì đó. Vậy thì tại sao cái điều đó quan trọng và tại sao lại các bạn lại bị dính những trường hợp như vậy? Thì Khoa hôm nay á, Khoa sẽ nói về những vấn đề đó và cái cách làm sao để phòng tránh ha. Thì thật ra là những gì mà Khoa biết cũng chỉ là rất là giới hạn thôi, tại vì mình biết là dựa trên cái trường hợp của mình, rồi đồng thời là mình biết dựa trên những cái như là bạn bè mình, một vài người bạn mình biết, cho nên là cái kiến thức của Khoa nó đầy lỗ hổng luôn. Cho nên là hôm nay á, mình đặc biệt mang tới cho các bạn một chuyên gia luôn trong lĩnh vực về du học sinh, đó chính là bạn Trân đó. Thì bây giờ là Trân là Khoa biết rất là cũng khá là lâu trên Facebook rồi, một người rất là giúp đỡ rất nhiều du học sinh. Bản thân Trân cũng là một rất có tâm huyết trong vấn đề này. Thì Trang ơi, em có một vài lời và chào các bạn đi ha. Chào các bạn đang xem vlog của anh Khoa Trần. Mình tên là Trần, anh Khoa với mình thì biết nhau cũng lâu rồi mà chắc là lần đầu mình xuất hiện trên kênh của anh Khoa nên mình muốn giới thiệu một chút sơ về mình. Mình hiện là đang làm giám đốc của công ty du học UConnect. Đồng thời mình cũng là admin của trang của group Facebook du học Mỹ Úc Canada từ A đến Z. Và mình đã có kinh nghiệm làm trong ngành giáo dục du học này là được khoảng gần 10 năm rồi. Và rất là vui khi mà được anh Khoa mời mình đến đây chia sẻ nhiều hơn những cái thông tin với các bạn. Dạ, nói thâm niên là hơn anh này ha, anh du học với coi anh học cho vừa gì đủ đủ thứ luôn, cũng khoảng chừng 6 năm 7 năm là cùng, mà em là 10 năm trong vấn đề du học thì là quá dày rồi. Là Dạ. trên là chúng là em có là em làm về du học là em chuyên về vấn đề tư vấn các bạn hả? Dạ, thực ra bên em thì em sẽ tư vấn cho các bạn từ cái phần là các bạn tìm trường xin xin vào trường xin học bổng rồi sau này khi mà các bạn đi làm thì em cũng luôn đồng hành và hỗ trợ với các bạn trong quá trình từ các bạn học cho đến ra khi các bạn tìm việc làm và tiến tới cái vấn đề mà định cư ở tại ba nước Mỹ, Úc, Canada luôn. Ừ. Cái đó là cái Dạ. nhiều bạn quan tâm á, tại vì nhớ anh hồi xưa lúc mà anh đi học bắt đầu á, anh không biết thông tin nhiều, mà hồi xưa mình hỏi thì thông tin cũng bị giới hạn lắm, mà không phải là nó internet Facebook nhiều như bây giờ, cho nên là cái gì mình cũng chỉ biết gì vào khá là phiến diện á, phải chi mà Dạ. hồi quay lại 10 năm gặp cô Trang Dạ. Vậy ha. nên em có rất là nhiều bạn là các bạn đi với em thì lúc mà các bạn học 11 à, còn bây giờ là em xin cho các bạn học lên đến thạc sĩ luôn. Thì các Sĩ bạn đúng đi rồi. với em là dạ 7 năm luôn. Dạ. Ừ. Đó. Thì nói chung là cái vấn đề của anh biết đó là thực ra là cũng giống như Trang, là đa phần là vì kinh nghiệm thôi. Rồi anh sau Dạ. này anh khi mà anh làm cái channel về du học này nọ, anh có gọi nói chuyện với các bạn nhiều hơn, mà nhờ vậy mà mới có thêm mấy kinh nghiệm đó mà giúp. Cho nên là cái gì mà anh nói trong những cái vlog của anh thực ra đa phần những vấn đề về cá nhân rồi đại khái như vậy thôi à. Còn chuyện vấn Dạ. đề về out state này á, thì quay lại chủ đề của mình chút. Thật ra đó là anh thì anh không có rành về nó, ngay từ đầu không rành về nó, nhưng mà anh nghe là anh sợ rồi, anh Dạ. sợ cho nên anh tránh nó cho bằng được, mà tại vì anh biết là người ta nói câu là phòng cháy hơn chữa cháy đúng không, thì y Dạ. chang gì đó. Thì nói chung là mình biết là phòng tránh, thì nói chung là đây là những thường cái vụ mà out status này á, là các bạn bị dính đòn, đa phần là các bạn mới, mà mấy bạn kiểu như là tấm chiếu mới vậy đó, chưa từng Mới trải chưa đó, từng trải. chưa từng Dạ. trải đó, cho nên là trải cái là dính liền luôn. Thành ra là mình hôm nay cái mục tiêu là các bạn biết trước để các bạn phòng tránh và đừng để nó rơi trường hợp của mình ha. Thì Dạ. anh sẽ bắt đầu ha. Thì out status, thì cái status ở đây là cái gì? Thì khi mà mỗi một người khi sang Mỹ á, họ sẽ có một cái trạng thái của họ mà gọi là status. Thì anh diễn nguyên cái tiếng Anh đi ha, cho nó dễ biết. Thì cái status đó thì nó sẽ có thể là dạng người định cư nè, người du học nè, rồi định cư cũng có dạng là hôn nhân nè, việc làm nè, đi làm H1B nè, tất cả cái đó là status hết, gọi chung là như vậy. Thì mình đang nói tới vấn đề các bạn du học sinh thôi, thì bây giờ mình chỉ có gọn trong hai rất là nhiều trường hợp du học sinh, chẳng hạn như là F, J, M đều có hết. Nhưng mà anh Khoa là F1, cho mình nói về F1 đi ha, cho nó dễ biết. Thì các bạn du học sinh đang đi dạng du học, dạng F, dạng J á, là du học sinh, thì các bạn đó là status của các bạn. Thì trong trường hợp out of như là mất đi cái status đó, thì nghĩa là cái tình trạng nó xảy ra thì các bạn sẽ bị out status. Thì cái này mình phân biệt ha, out status không nghĩa là illegal. Illegal tức là bị bất hợp pháp á. Thì trong trường hợp mình bị out status không nghĩa là mình ở bị bất hợp pháp, mình vẫn có thể cứu chữa được, cho nên khoảng thời gian mình giải quyết vấn đề.
thì trong thời gian mình giải quyết cái đó. Đúng rồi, mà mình phải giải quyết nó. Nếu mình không giải quyết được nó mà mình vẫn cố ở lại qua khỏi thời gian đó thì mình mới bị illegal. Thì các bạn nhớ nha, đừng bao giờ để mình bị illegal. Outstated có chấp nhận được, nhưng mà illegal là coi như xong phim. Đúng rồi, cho nên là mình phân biệt giữa hai cái đó. Thì ở đây anh có đưa ra một vài trường hợp outstated mà anh Khoa biết. Thì như vậy để các mình cùng thảo luận tranh ha. Yeah. Một những cái vấn đề, một cái outstated mà phổ biến nhất á, là các bạn lấy lớp dưới cái quy định của du học sinh. Đó. Thì đối với trường hợp như là anh Tham biết là có hai dạng là undergrad và grad, tức là học dạng dưới đại học và trên đại học, đại khái như vậy. Thì dưới đại học á, thì các bạn phải học là 12 credit mỗi mùa, tức là 12 tín chỉ mỗi mùa. Một số trường nó có quy định khác nhau nữa, nhưng mà đại khái mình lấy cái quy định mà nó chung, nó dễ biết rất nhiều, là 12 credit mỗi mùa. Còn học master như anh từng học á, là 9 credit mỗi mùa, là trường hợp như vậy. Thì nói chung là chuyện outstate sẽ xảy ra nếu trường hợp mà các bạn mùa chính các bạn học á, mùa hè không nói nha, mùa hè mùa đông là các bạn tự nguyện học thì học mà không sao hết. Nhưng mà vấn đề hai cái mùa chính, mùa thu như mùa xuân á, là phải học đủ 12 credit là ít nhất. Nếu trường hợp mà mình thấp hơn á là mình sẽ bị outstated liền. Đó. Đúng rồi. Vậy thì cái chuyện đó nó quá dễ hiểu mà sao vẫn có người bị dính ta? Đúng không? Đó, thì nó sẽ có vấn đề xảy ra như vậy. Dạ. Sao nói, em nói đi sao? Em nói là đúng là có những cái nó rất là dễ hiểu, nhưng mà ví dụ như những bạn mà em thấy mà bị out of status á, là ví dụ bạn học đại học, học kỳ đó bạn đã đăng ký đủ 12 chỉ rồi, nhưng mà xong sau đó vì bạn drop lớp lúc nào mà bạn không biết luôn đó, hoặc là, thì bạn lại vô tình ban đầu bạn đăng ký đủ, nhưng trong quá trình mà bạn vừa mới học 1-2 tháng bạn không có tham gia đủ cái lớp đó, nên thành ra bạn chỉ còn có 9 hoặc 10 chỉ thôi, là coi như bạn đã vô tình đặt bạn vô tình thế là bạn đã out of status rồi. Chính xác. Thì đó là cái vấn đề mà anh muốn nói, đó là trường hợp giống như là anh lấy ví dụ, cái này là anh biết nha, trường hợp này là anh biết từ bạn của anh, là lấy đủ 12 credit, tức là mình lấy đơn giản 12 credit là lấy một lớp là 3 tín chỉ, 12 credit là 4 lớp đi ha. Thì có một lớp là nó lấy cái lớp đó, mà cái lớp đó là theo quy định là cái lớp mà nếu mà, tức là cái lớp nó có khoảng chừng 30 ghế ngồi đi, 30 chỗ ngồi. Nhưng mà nếu mà cái lớp nó đăng ký ít hơn 25% á tùy trường, thì thầy vô thầy nói là ok, lớp này không đủ người học thì hủy lớp. Thầy hủy lớp luôn. Thì nói chung là trường cũng là một hình thức kinh doanh mà, đúng không? Chẳng hạn như là thầy mướn chỗ mà nếu mà không có đủ học thì tính ra lỗ. Đúng rồi. Nên là nó muốn cancel thì nó bỏ đi để mà làm lớp mới ngày như vậy. Vấn đề ở chỗ là khi mà vấn đề nó xảy ra mà cancel á, nếu mà trường hợp các bạn du học sinh, các bạn không kiểm tra email của trường thường xuyên, cái này cũng là vấn đề. Mỗi trường nó cho mình cái email, nhưng cái email của mình, trường thường mình là không có kiểm tra nhiều mà cái email cá nhân của mình. Đúng rồi. Đó, cho nên nhiều khi có thông báo. Đến lúc mà mình kiểm tra ra là nó đã một tháng trước đây rồi. Đúng rồi. Bây giờ không còn lớp nào mới để mà mình đăng ký để bù lại cái lớp không, mà không, bị không có một tháng đâu trơn. Chỉ có khoảng chừng, cái mở lớp anh nhớ là chỉ có khoảng chừng 2 tuần là hết rồi. Dạ, thì ý em nói là lúc bạn kiểm tra email á, cái chuyện này, cái email này nó đã gửi cho bạn nhiều khi cách đây cả tháng rồi mà bạn không có biết. Đúng. Để bạn kiểm tra email đó. Chính xác, cho nên là việc nó xảy ra nghĩa là mình nghĩ là mình đăng ký đủ rồi, nhưng rốt cuộc là trường nó lại hủy cái lớp đó, thế là mình bị thiếu lớp, mà vớ vào thời điểm là không còn lớp để mở nữa, mà đi kiếm học trường khác, người ta cũng thời gian theo học của các trường giống nhau mà, cho nên là cũng xong luôn. Thì đó là một cái tình trạng mà mình rơi vào outstated bởi vì mình học thiếu credit, là một trường hợp ha. Yeah. Trường hợp thứ hai nữa mà các bạn này, cái này là mấy đứa siêng thì không bị, mấy đứa lười mới bị, đó là trốn học. Là nhiều khi thầy mình nghĩ là có một số lớp thầy không điểm danh, đúng không, mà gặp có những lớp thầy điểm danh. Đúng thầy rồi. Điểm danh mà thầy thấy 2 lần 3 lần mà không thấy nó đi học, thầy drop luôn, cho mình drop luôn. Mà thầy drop thì đâu phải là thầy drop thầy thông báo thầy, đúng không, thầy đâu alo tiếng đâu, mà thầy nói luôn thầy drop luôn, không cần nói tiếng nào hết. Đúng rồi đó. Thầy cứ điểm danh và thấy vắng 3 buổi là giáo viên đó họ tự cho mình drop, mà drop lúc nào mình không hay luôn. Đúng rồi, mà drop mà cái này anh nói vui, drop mà bị cho F á, cho điểm fail á là đỡ. Tại vì có điểm dù sao là cũng coi như có học. Nhưng mà drop mà không có điểm là coi như là bị mất cái lớp đó đi, tức là học thiếu credit. Thì lại thành outstated. Đó. Còn thà fail thì mình học lại được. Đúng rồi, nhưng mà nói chung đừng để bị fail. Tại vì thật ra tôi hay nói vui như vậy nè. Cái này là nói ngoài chương trình chút, là nếu mà mình học ở college, mình học ở community college, tức là cao đẳng cộng đồng á, học 2 năm đúng không? Sau đó mình sẽ transfer lên trường đại học, mình học tiếp 2 năm. Thì những cái điểm mà mình transfer từ dưới trường thấp lên trường cao á, nó không có tính vào cái điểm GPA cuối cùng.
tại vì trên là chương trình mà như vậy không có fair cho mấy bạn học từ cái trên kia, cho nên là tụi hay nói câu là làm lại cuộc đời. Lên trên đó là về không hết, tức là mọi những cái điểm trên đó được tính thôi, nhưng mà cái ác mộng nằm sau đó. Cho nên anh có nói lần video nhiều lần rồi, tại lên đó toàn lớp xương dỗ mà, cho nên là mình sẽ bị rất là cay đắng nếu mà tìm được cái GPA cao. Nhưng nói cách khác, nếu mà lỡ dưới dưới community college mà mình bị ép á, thì coi như lên đó thật sự làm lại cuộc đời được. Đó thì nói chung đó là hai cái vấn đề mà anh thấy là các bạn dễ bị dính nhất trong vấn đề mà chuyện mà học dưới 12 credit. Thì nó có một cái trường hợp mà các bạn học dưới 12 credit mà không bị vấn đề, thì đó là mình phải điền cái đơn, nó gọi là cái đơn đó là xin giảm học, giảm lại số lượng học, reduce course load. Thì cái đơn này thường đó là anh điền nó một lần rồi, là trường hợp là anh học năm cuối, cứ mùa cuối của chương trình của anh thì học hết lớp rồi, còn có một hai lớp nữa là xong rồi, thì bây giờ không lẽ trường bắt mình phải học linh tinh đúng không? Thì mình xin học một lớp hai lớp thôi để hoàn thành, thì trường chấp nhận cho mình làm chuyện đó. Hoặc là có vấn đề về sức khỏe, có giấy bác sĩ thì cũng làm được. Nhưng mà cái chuyện đó mình làm được khi nào? Khi mình đã thấy trước, thì mình đi làm giấy tờ trước, chứ không phải là cái chuyện đó đã xảy ra là mới đi xin thì khá à. Đúng không? Đó. Thì thật ra là đối với trường hợp mà vấn đề mà lấy lớp á, bởi anh có một cái chiêu như vậy thì anh chia sẻ các bạn luôn. Đó là thay vì lấy 12 credit đúng không? Thì khi mình học 12 credit là mình học vừa đủ thôi à. Nói chung là với giờ học với community college 12 credit dễ lắm. Nhưng mà thường anh lấy dư ra thêm 3 credit, thành là 15 credit. Chi vậy? Lỡ có gì, chính xác. Thì nếu mà, tại vì mình, thứ nhất là mình để mình học thử được, mình thử cái lớp đó mình học mình thích hay không. Thì nếu trường hợp mà mọi chuyện im ru, suôn sẻ, lớp đông đủ bạn bè, không vấn đề xảy ra là không bị drop, chứ bị thiếu người này nọ, thì mình bỏ một lớp mình không thích đi. Đúng rồi. Mình muốn. Và hoặc là trường hợp mà nếu lỡ mà gặp, mình xui lắm mới gặp hai lớp drop mấy kiểu mà thiếu người đúng không? Đó. Thì thường không có chuyện đó xảy ra, tại vì thường khi anh qua chọn lớp á, anh chọn thầy, anh kiếm thầy nào hot thì anh mới học, mà thầy nào hot nào lớp cũng đủ hết á, cho nên không có chuyện là có lớp giữa trường được hết. Lớp đó đúng rồi, anh kiếm trên cái trang Rainbow Crusher á, thầy nào mà được 4.5, 5 chấm độ hot này nọ thì anh mới đăng ký thôi. Đó. Đó. Anh nghe nè, anh vẫn nghe. Dạ. Liên quan đến cái việc mà chọn ở đại học 12 credit á, và cao học 9 credit, thì có một cái em nhắc các bạn luôn là đối với các học kỳ cuối á, mình sẽ không có bị áp dụng bởi cái luật này. Ví dụ như các bạn mà học cao học, các bạn học 30, khoảng 30 tín chỉ đi, thì có khi là hai cái học kỳ đầu mỗi kỳ bạn lấy 12 tín chỉ, là tổng cộng là 24 tín chỉ, thì học kỳ cuối bạn lấy 6 tín chỉ, mặc dù vẫn thấp hơn 9 tín chỉ, nhưng vì đây là học kỳ cuối nên không tính là bạn bị out of status. Đúng rồi, nhưng mà phải điền cái đơn ấy nha, cái đơn mà xin mà reduce course load á, và mới xin cái form đó nha Trân. Thì cái đó là mình nhưng mà có một cái mà anh học được khi ở Mỹ á, là cái câu đầu tiên mà thầy cô nói luôn là never assume anything. Tức là cái câu đó là đừng bao giờ giả định một cái gì hết. Yeah. Đó. Tại vì chẳng hạn như mình nghĩ là ok, học kỳ cuối là mình ổn, nhưng mà không có nghĩa là mình không làm gì hết. Đúng không? Mình nên, cái mà anh nghĩ là nếu mà các bạn nghi ngờ câu trả lời của mình có thể mà yes hoặc no á, thì hoặc là có thể đúng hoặc sai á, mà không chắc chắn 100% á, thì các bạn cần làm gì? Lên gặp hai người quan trọng mà các bạn cần gặp. Một á là advisor, academic advisor, tức là người cố vấn học tập của mình. Và cái người mà nói về international student á, là gặp cái người mà DSO, tức là designated officer của mình. Thì cái người mà làm trên văn phòng du học sinh á, thì họ là cái người làm việc với lại bên chính phủ USCIS, với trường và với mình. Cho nên là họ biết những gì mình cần. Đó, cho nên là trong trường hợp mà các bạn mà nghĩ là mình không chắc chắn gì hết, thì nên gặp hai người đó để mà họ tư vấn cho mình. Miễn phí mà, đúng không? Có gì đâu. Hoặc là nếu mà không phải trực tiếp thì tại nhất cũng phải gửi cái email chứ, đúng không? Đúng rồi, để mình tận dụng họ, để mình không có bị làm sai luật. Đúng rồi. Đó, thì đó là cái thứ nhất ha, học dưới 12 credit. Còn cái vấn đề thứ hai mà các bạn hay bị dính, mà cái này cũng rất là dễ dính nữa, là các bạn thất bại trong việc mà xin học dài ra. Tức là bây giờ khi mà mình vô mình học trong trường, thì trường cấp một cái E20 đúng không? Trên E20 sẽ có thời hạn là từ tháng này năm này tới ngày này tháng này năm kia, đúng không? Nghe như vậy. E20. Nếu mà trường hợp mà không phải lúc nào mình cũng học đúng theo chương trình đó, tại vì anh ấy nói là cái chương trình ở trường ở Mỹ á, để mà học đúng của nó đó là mình phải học 15 tới 16 credit mỗi mùa, thậm chí 18, nhưng mà thường là 15.
Thế nên là việc mình học 12 credit mỗi mùa á, là thường không bao giờ mình hoàn thành đúng theo cái chương trình đề ra đó. Cho nên học Đúng 4 rồi. năm hoàn thành 5 năm á. Nghĩa nói cách khác, nghĩa là mình sẽ gặp trường hợp là mình cần kéo dài thời gian học của mình ra. Thì như vậy, cái phần dài ra E20 mình đâu có cover đâu, đúng không? Thì Đúng như vậy rồi. là các bạn mà học dài ra, nhưng các bạn lại quên rằng cái E20 của mình thời gian nó chỉ có hạn trước đó thôi. Và các bạn quên không đi gặp cái người DSO để mà họ attend, tức là họ kéo dài cái E20 của mình ra. Chết là chết chỗ đó. Tại vì trong trường hợp mà như vậy xảy ra là các bạn sẽ bị out status. Rồi. Tình trạng này em rất là hay gặp ở những bạn học sinh của em mà học trường cao đẳng cộng đồng ở bên Texas, ví dụ như là Houston Community Texas hoặc là Lone Star, thì thường là trường họ sẽ không có nhắc các bạn để các bạn lên. Ví dụ như trường họ thấy là E20 gần hết hạn thì trường họ không có nhắc bạn, bạn phải lên bạn gia hạn lại cái E20 đó cho nó đủ, nó dài ngày ra cho cái việc học của bạn, mà các bạn phải tự nhớ, các bạn Đúng rồi. phải tự biết là E20 của mình ngày đó tháng đó hết hạn, thì trước ngày đó bạn phải làm động tác gia hạn E20 để kéo dài ngày ra, còn nếu không là bạn xong rồi đó. Là xong luôn. Mà vấn đề mà cái này anh kể nghe chuyện của anh Trân, là có lần anh đi lên gặp, cái lần đó là anh cũng sắp học xong rồi, anh đi hỏi vấn đề OPT. Để OPT mình Dạ. được quyền hỏi trước 3 tháng mà. Anh Dạ. hỏi OPT. Xong rồi cái lên bắt đầu mới gặp ông DSO, xong ông cầm E20 của anh, xong rồi khoa mày có biết là hôm nay ngày cuối của mày hết hạn E20 không? Mà ông nói là ngay thứ sáu luôn, mà anh gặp ổng vào buổi chiều lúc khoảng chừng 4 giờ chiều. Thôi Anh vậy còn đó. một tí rồi đó. Còn tiếng đồng hồ thôi, là ông nói ok, ông có 1 tiếng đồng hồ để làm cho anh xong luôn. Tại vì ông nói là phải làm hệ thống bên dưới CS này nọ, đại khái là phải làm whatever, nói chung là ông nói là ông có 1 tiếng đồng hồ để làm cho anh xong luôn. Hơn dễ sợ luôn, ông làm đúng 1 tiếng đồng hồ ông cho anh đi 20 mới luôn. Gặp mà Quá hay, gặp quá nếu may trường mắn. hợp quá may mắn luôn, tại vì nếu trường hợp mà bị ngày đó là anh qua ngày thứ hai là anh bị đâu có làm gì kịp nữa đâu, ngày nghỉ Đúng người ta mà. rồi. Đúng rồi. Đó thì xong cái vụ đó là bắt đầu là anh tởn luôn, tức là bây giờ là anh sau đó là anh bỏ cái ngày tháng như là E20 đó, anh bỏ vào cái lịch nhắc nhở của anh liền luôn. Mà anh Dạ. khuyên các bạn nên làm chuyện đó, mình dùng chẳng hạn như là mình dùng cái Google Calendar đó, cái lịch Google đó, thì nó có cái là mình lên máy tính cũng được, mình lên trên phone cũng được, miễn mình có cùng ngày account là được, đúng không? Thì anh á là anh từ chỗ đó trở đi là anh bắt đầu anh có cái thói quen luôn, bất cứ ngày tháng nào trên giấy tờ của anh đều bỏ cái ngày due date vào trong cái Google Calendar. E20 nè, bằng lái xe nè, passport nè, nó passport mới nhớ, passport hết hạn bữa bữa cái này là passport mới nên quên. Thấy chưa, cái người mà hay làm cũng phải quên chứ không phải là không đâu. Rồi ngày thi nè, ngày làm project đơn nè, rồi những cái ngày liên những ngày quan trọng, report OPT nè hay là CBT hết hạn này, là khác anh bỏ hết trong cái Google calendar để làm chi, để mình không phải nhớ tới nó nữa. Đúng rồi. Cái Và quan cái trọng, máy nhắc cái mình máy nó nữa. nhắc mình, và anh để những cái quan trọng anh để nó remind anh, không phải là remind 30 phút 40 phút nữa, mà remind 1 tháng 2 tháng trước đó Đúng để mình rồi, đúng có cái sự chuẩn bị. Thì cái này là cái mà anh nghĩ các bạn nên, rất là quan trọng ha, đừng Thêm để mình một rơi trường hợp đó. cái mẹo rất là hay và hữu ích dành Đúng cho rồi. các bạn luôn. Tại vì có một cái là gì, nếu mà sau cái ngày hay E20 mà hết hạn á, là mình không còn attend được nữa, tức là mình không còn kéo dài nữa, Đúng mình rồi. phải làm hướng khác đó. Nói chung là mình đừng để cho cái ngày Y20 của mình nó hết hạn. Mình phải muốn làm gì thì mình cần phải hành động trước đó, vì một khi nó đã hết hạn là rồi mình xong rồi đó. Đúng rồi. Có trường hợp này nữa em, là cái này là trường mấy bạn học học cao học với bị dính, đó là các bạn làm thesis, tức là làm đồ án tốt nghiệp á. Thì khi mà làm đồ án tốt nghiệp thì mình nghĩ là mình vẫn phải đi học, đúng không? Thì các bạn, trường hợp xảy ra là các bạn học hết lớp rồi nhưng phải làm đồ án tốt nghiệp, thì cái đồ án đó nó nằm sau chương trình học đó. Thì trong trường hợp đó nha, thì theo anh đọc á, là đồ án tốt nghiệp đó nó sẽ, mình nếu mà trường hợp mà mình đã học xong á mà mình cần thêm thời gian làm thesis á, thì mình sẽ không có được tạo điều kiện để mà kéo dài cái E20 của mình ra nữa. Đúng Thì rồi. cái này á, là mình thành nói cách khác là vì chương trình mình đã xong rồi, chương trình mình đã xong rồi thì không còn học được nữa thì nó hợp lý, đúng không? Cho nên vấn đề ở chỗ là mình cần phải làm thesis đó trong thời gian học của mình. Mà bây giờ nếu mà cần thêm thời gian thì mình phải gặp DSO để mà hỏi người ta cách làm như thế nào. Thì cái này bản thân anh cũng không rành, tại vì anh không có làm thesis, anh học master, anh chỉ học 30 credit thôi. Cho nên anh cũng không có rành về nó. Nhưng mà cái lời khuyên của anh á, nếu như các bạn học master hay là học PhD mà các bạn nghĩ là các bạn cần thời gian làm thesis, mình nên đi gặp DSO mình hỏi về trường hợp đó, coi người ta xử lý như thế nào. Thì có thể như trường anh hồi xưa thì nó sẽ có những cái course, nó để những cái course là cho thesis luôn. À. Mình vẫn đóng tiền để mình học cái đó. Dạ, nhưng mà không phải mình đi học để mình làm thesis.
Đó. Thì đó cũng là một cái cách trường nó tạo ra để mà giúp cho sinh viên trong vấn đề đó. Thì mình tìm hiểu coi trường mình nó có hay không, thì mình nên gặp với người DSO và gặp người academic advisor, thì có hai người quan trọng là như vậy đó. Thì đó là cái mà anh thấy vấn đề về outstated. Rồi thêm một cái trường hợp mà bị outstated nữa mà bị dính nhiều, trên đó là gì? Các bạn đi làm off campus. Đấy, nó đó, đi làm bất hợp pháp, đúng không? Thì cái đó là cái rất là quan trọng. Anh nghĩ chắc là em du học sinh nào em cũng dặn rồi, đừng có đi làm ở ngoài campus hay là không xin phép đại khái như vậy, đúng không? Thì phát hiện ra cái là bị dính liền, dính chấu liền. Tại vì đó là cái luật đầu tiên trên cái I-20 nó đề ra rồi. Không, mà trên cái luật du học đề ra là không được đi làm mà không sự cho phép. Đúng Đó. rồi, mà nếu cái luật này mà các bạn dính thì gần như là bạn hết cửa để mà xin lại hoặc là gọi là xin giảm trừ cái gì, là bạn không có cửa nào nữa rồi đó. Ừ. Bữa bữa có một bạn ở trên, anh không nhớ cái nhóm nào, đăng câu chuyện của bạn đó, mày nghe tội dễ sợ. Đi xin internship, À. ha, rồi mà công ty bên kia nó cũng mẫu, tại vì OPT thì nó thì cần thẻ là, nhưng mà CVT thì nó đâu cần thẻ làm đâu. Thì chắc bạn nó cũng có đi làm trong trường trước đó nên có số social rồi, anh nghĩ vậy. Cho nên là bạn bạn nghĩ là đi xin được internship mà cái công việc liên quan tới mình thì bạn đi làm thôi, bạn không có xin CVT. À. CBT phải xin CBT để có cái status đó, rồi có I-20 đó mới đi làm được. Mà bạn không biết, bạn cứ đi làm thôi, rồi rốt cuộc là bạn đi làm, bạn cứ được nhận tiền từ số social, bạn cứ đóng thuế bình thường. À, USCIS và Sở Thuế là hai cơ quan khác nhau nha, họ không, cho nên là việc mình đi làm mình đóng thuế là một chuyện, bên kia nó cũng thoải mái, hai bên nó không có làm việc với nhau, nhưng mà nó sẽ có một cái cách gì đó để mà nó truy ra nhau chẳng hạn vậy. Nhưng đó là tại sao, mà giải thích tại sao mà đi làm bên kia họ không nói gì hết là như vậy. Nhưng mà trường hợp xảy ra là bạn đó bị report, sau đó rốt cuộc là bạn bị outstated vì vấn đề đó là do bạn thiếu hiểu biết. bạn À. bạn giả sử như nãy nói câu là never assume anything á, bạn nghĩ là như vậy là ổn, là không ổn chút nào hết. Cho nên là cái gì mà không chắc, nhớ là dặn, sau này em cũng dặn mấy bạn gì, cái gì không chắc làm ơn làm phước đi hỏi DSO dùng cái. Dạ. À, em có nói đến đây em có nhớ đến một trường hợp của một vài bạn học sinh của em đã gặp á. Có nghĩa là khi mà bạn học hết trường cao đẳng cộng đồng á, bạn muốn chuyển lên trường đại học số 1. Nhưng mà khi mà bạn làm hồ sơ để transfer cái service đó qua trường số 1 rồi, sau đó bạn lại đổi ý, bạn chưa học trường số 1 ngày nào hết, bạn đổi ý bạn muốn chuyển qua trường số 2. Thì trường số 1 họ không có đồng ý để chuyển cho bạn vô trường số 2 mà bạn vẫn muốn chuyển qua trường số 2. Thì trong trường hợp đó, cái số service của bạn á, đã chuyển qua trường số 1 rồi nhưng mà bạn không học ngày nào hết, thì là trường số 1 họ sẽ report lên cái số service đó của bạn, thì bạn sẽ thành ra là bạn cũng có status. Và trường hợp này không ngờ là lại khá là nhiều bạn học sinh của em gặp phải luôn. Vậy nên một lời khuyên cho các bạn ở đây là các bạn cần phải nếu như các bạn đã đang ở sẵn Mỹ và các bạn muốn chuyển qua một trường nào, thì các bạn hãy suy nghĩ rất là kỹ về cái trường mà mình sẽ transfer qua. Chứ đừng để mình đã làm hồ sơ transfer xong rồi, xong sau đó mình nghe bạn bè hoặc là mình muốn chuyển qua một cái trường nào khác mà mình chuyển liền mà không học. Nếu như lúc đó bạn thực sự là bạn rất là muốn chuyển, thì lời khuyên ở đây là bạn nên học ít nhất một học kỳ ở tại cái trường mà bạn đã lỡ chuyển qua rồi, để sau đó người ta lại tiếp tục, người ta làm hồ sơ chuyển tiếp cho bạn đi, thì bạn sẽ ổn. Đúng, cái đó là anh cũng nói thêm chút là cái trong trường hợp của anh, tại số lúc mới qua Mỹ anh cũng đi học ESL một mùa, thì khi anh lên trường anh nói chuyện với lại bên trường là mới đầu anh định là học 2 mùa, nhưng mà bạn bè xung quanh anh đi hết trơn, buồn quá thôi đi luôn đó. À. Cái anh lên nói chuyện với họ bên 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 cái trung tâm ESL của trường thì họ nói là phải học 2 mùa mới được chuyển, nhưng mà anh À. nói với họ là nhưng mà cái level của anh khá là ổn rồi. ESL có 6 level thôi mà anh đang ở level 4 rồi, anh nghĩ là anh ok rồi, anh nghĩ là anh thôi. Thì nói chung là anh muốn qua một cái level khác để anh học luôn á. Đó, nên anh nghĩ là mới đầu định là anh học 2 á, nhưng mà nghĩ giờ ok rồi, nếu vậy mình ở lại chỉ là phí tiền thôi á, chứ anh muốn đi. Thì anh nói họ là giúp anh vấn đề này được không? Thì họ ok, họ giúp. Nên họ nên trong đó một lý do là có trường cho 2 học kỳ, có trường cho 1 học kỳ, nhưng quan trọng là mình nói chuyện trực tiếp để người ta làm cho mình thôi. Đúng rồi, quan trọng là mình đi đâu thì mình phải có giấy tờ rõ ràng, giấy Đúng tờ đi rồi. theo mình rõ ràng thì mình sẽ ổn thôi. Đó, giờ thêm cái là anh nói luôn là communication, đúng không? Phải đi nói chuyện với người ta. Mình đừng bao giờ mình nghĩ là cái này đúng cái đúng, mình nên đi nói chuyện để mình hiểu, và cái nguồn mà nói chuyện chính xác là DSO và cái người academic advisor, đúng không? Như anh nói đó.
nghe là bạn bè cũng vừa phải thôi, nói chung là nó không giống mình, cũng có mèn lứa thôi. Đúng Ngay rồi. cả thành ra nhiều khi mấy bạn bè mà hỏi anh này nọ, anh cũng nói là ok, những gì anh nói các bạn tham khảo thôi nha, đừng coi nó là kim chỉ nam, tại vì anh không phải là anh không thể chịu trách nhiệm những điều đó được, mà các bạn, người chịu trách nhiệm các bạn là những người các bạn có thể tìm nha, DSO, Academy Advisor, thì những người đó cho bạn thông tin chính xác hơn. Nhưng mà anh nói thì các bạn thấy thì cái bức tranh nó rộng hơn và các bạn thấy được cái điều cần làm, thì ở một cái người, một người hướng đạo thì chỉ làm được như vậy thôi, đúng không? Các bạn vẫn là người tự đi mà. Đó, kiểu như Đúng vậy. Cho nên là cái đó rất là quan trọng ha. Còn nè Trân, tại vì nếu mà trường hợp như là các bạn mà bị dính với outstate rồi đó, thì bây giờ là phải làm lại, đúng không? Thì bây giờ anh không có nhiều kinh nghiệm đúng cái đó, anh có đọc vài hồ sơ thôi. Nhưng mà với Dạ. em á, thì em nghĩ là em sẽ chia sẻ là có những cách nào để mà các bạn giúp các bạn trường hợp bị outstate không? Thực ra là những cái tấm chiếu chưa trải đó thì em cũng có gặp qua và có may mắn là em đã giúp được một vài bạn để mà kích hoạt lại cái status đó thành công. Thì một trong những cái cách mà để giúp các bạn từ out of status chuyển qua in status là chúng ta sẽ làm cái gọi là reinstatement. Và cái việc mà reinstatement này là mình sẽ làm ngay tại khi mình vẫn còn đang học ở Mỹ luôn ha. Và cái quá trình mà reinstatement này á, thông thường mình chỉ được phép làm trong vòng 5 tháng sau khi 5 tháng kể từ cái ngày mà mình bị out of status. Vậy thì nếu như các bạn mà biết được là các bạn đã bị out of status rồi thì ngay lập tức các bạn phải kích hoạt ngay liền cái quá trình reinstatement lại. Thì cái reinstatement này nó có nhiều bước lắm, nhưng mà Trân chia sẻ sơ sơ để các bạn hiểu được á, là khi mà các bạn đã out of status rồi, tức là cái số service hiện giờ của các bạn đã không còn hiệu lực nữa rồi, thì các bạn phải tìm được một cái trường để mà họ cấp cho bạn một cái số service mới, là cái thứ nhất. Thông thường cái trường mà họ đã cancel cái số service của bạn rồi thì họ sẽ không cấp lại số service mới cho bạn đâu, trừ phi bạn phải ra khỏi nước Mỹ, bạn về lại Việt Nam thì họ mới cấp lại cho bạn một cái số service mới. Còn không thì ngay lập tức trong cái thời điểm đó bạn phải tìm được một trường, làm hồ sơ xin trường để trường họ cấp cho bạn một cái E20 mới với cái số service mới. Và trong quá trình mà mình điền những cái đơn form mẫu để mà mình kích hoạt lại cái chuyện này á, thì các bạn phải duy trì cái việc học trên lớp, bạn phải đi học đầy đủ, bạn phải đăng ký đủ tín chỉ theo như luật ha. Và trong cái quá trình mà làm cái form để mà kích hoạt này á, thường thường thời gian mà USCIS họ quy định là từ khoảng 4 đến 5 tháng là có kết quả. Nhưng thực tế là những cái bạn mà Trân đã hỗ trợ thì các bạn có khi các bạn mất tới 9 tháng. Trong quá trình 9 tháng đó là chờ rất là mòn mỏi luôn. Nên các bạn Căng thẳng càng hãy cố gắng hết sức, đừng bao giờ để out of status nha. Nhưng mà bạn đó là may mắn là bạn đã được kích hoạt lại thành công ngay khi mà bạn ở lại Mỹ luôn ha. Còn có rất nhiều bạn khác mà không kích hoạt lại thành công thì bạn bắt buộc bạn phải rời Mỹ ngay lập tức liền, bởi vì lúc đó bạn đã bất hợp pháp rồi. Rồi, thì có một cái nhắc nhở, chia sẻ nho nhỏ nữa cho các bạn là trong quá trình mà các bạn làm cái bộ hồ sơ này á, thì nó sẽ có một cái phần là về giải trình lý do tại sao mà bạn lại rơi vào cái tình trạng out of status này. Thì bạn hãy cố gắng suy nghĩ kỹ và lấy được những cái bằng chứng nào có thể tốt nhất để hỗ trợ cho cái quá trình mà bạn giải trình với USCIS về cái việc này ha. Có khi thì bạn có giải trình là ở đây là lần đầu tiên mình đi du học, mình chưa có nắm rõ luật, hoặc là vừa rồi các bạn học sinh của em bị có bạn bị là vừa rồi là dịch đó, nên là lãnh sự nên là USCIS họ bắt buộc là phải các bạn phải lấy tối thiểu là ít nhất là một lớp offline để duy trì tình trạng của bạn, mà bạn không biết, bạn cứ nghĩ là cứ phải bạn có thể học online như bình thường và cuối cùng bạn học online hết cả kỳ đó và cuối kỳ là bạn bị out of status ha. Thì mình sẽ dựa vào những cái bằng chứng mà nó rất là hoặc là mình thống thiết lên là mình tấm chiếu mới trải, mình vô tình mình không hề biết là mình bị những trường hợp như vậy, hoặc là Đi nếu như chưa? những bạn nào I am hoặc a là những new bạn nào mà bạn bạn có shit. giấy Chết là bệnh, sống hoặc là những bạn nào có giấy bệnh hoặc là giấy bác sĩ gì đó, thì đó là một cái bằng chứng rất là tốt để hỗ trợ các bạn trong cái quá trình gọi là đánh lại USCIS để nhờ họ lẻ. cấp lại cho bạn ha. Thì cái Nói này chung là cái quá là trình họ họ reinstatement. cũng là con người mà, đúng không? Nhiều khi là
nhiều khi là lý mà khi thấy hợp tình thì tao ok thôi chẳng hạn như vậy. Đúng rồi, nhiều khi hợp tình thì người ta cũng ok thôi. Nhưng mà cố gắng, và các bạn lưu ý nha, những bạn nào đã rơi vào tình trạng này thì các bạn tốt nhất là các bạn không nên đi làm nữa, mà các bạn chỉ tập trung cho chuyện học. Vì người ta, nếu mà người ta điều tra ra là trong quá trình bạn xin kích hoạt lại mà bạn vẫn đi làm, bạn không nghiêm túc với việc học, thì chắc chắn là thua rồi, là người ta không không có kích hoạt lại cho bạn đâu. Với lại anh có nghe mấy trường hợp mà phải về Việt Nam này nọ đó đúng không? Đó là một đó là cái lý do thường thường các bạn nào mới phải làm việc đó em. Thế là Thông thường á, khi mà bạn mà bị out of status á, thì thường DSO của trường gần như họ sẽ khuyên bạn luôn là bạn nên về nước của bạn rồi bạn xin lại visa mới. Nhưng có điều ở đây á, nó có cái vui này nè anh Khoa, là với Việt Nam của mình á, lãnh sự họ mỗi lần họ cấp visa họ chỉ cấp có một năm thôi. Cái đó buồn không vui đâu. Không, cái vui ở đây là Trung Quốc với lại Hàn Quốc á, thì khi mà họ cấp visa là họ cấp 10 năm. Nên là khi mà bạn qua, bạn có bị vấn đề gì thì những cái bạn ở nước đó, bạn chỉ việc là đi về nước xin lại E20 mới và các bạn lại nhập cảnh lại Mỹ với cái visa mà Trung Quốc và mà người dân, các bạn học sinh Trung Quốc và Hàn Quốc có 10 năm thôi, thì các bạn không cần phải lên lại lãnh sự để mà phỏng vấn để làm gì hết. Vậy nên đó là lý do tại sao mà DSO họ hay khuyên các bạn là cứ về nước rồi xin lại E20 mới rồi nhập cảnh qua học rất là bình thường. Nhưng vấn đề là Việt Nam mình á, sinh viên Việt Nam mình, Mỹ họ chỉ cấp visa mỗi một lần, họ chỉ cấp một năm thôi. Mà thường các bạn mà bị tình trạng này, em thấy phần lớn là nếu mà các bạn về thì visa của các bạn sẽ hết hạn. Mà một khi hết hạn thì bạn bắt buộc bạn phải xin visa lại ở lãnh sự. Mà các bạn biết rồi, ở lãnh sự nếu như bạn đã phạm luật, bạn đã bị out of status, thì gần như 99% là bạn xin lại visa ở lãnh sự là thấy không có cửa rồi. Đặc biệt là thời điểm này nữa, anh thấy mấy bạn rớt như sung rụng luôn. Đúng rồi. Mùa hè năm nay là một mùa hè đỏ lửa luôn. Đỏ lửa. Rớt như sung. Có một phụ huynh hồi nãy mới nhắn cho anh là nó, trời ơi em ơi, con của chị là, không phải con của chị, mà con của bạn chị học ở trường quốc tế Canada ở Việt Nam, Hồ Chí Minh á, mà thu nhập gì tài sản cả nhà là 110 tỷ. Nó nói tiếng Anh như người bản địa, mà nó còn làm MC trong trường nữa. Mà IELTS là được 7.5 rồi được học bổng nữa. Rớt, đi phỏng vấn rớt. Anh nói, anh ngạc nhiên luôn, nó ủ hồ sơ vậy mà còn rớt nữa hả? Nhưng mà mùa này IELTS 7.0 hay 7.5 rớt là rất bình thường luôn. Cứ có người thân là người ta cho rớt, bạn không đủ điều kiện, nên mùa này là mùa rất là đỏ lửa. Nhưng mà có tin vui là các bạn rớt thì các bạn đi phỏng vấn lại thì khá nhiều bạn lại đậu á, vì những lần rớt đầu tiên rất vô duyên. Nên là mùa này, riêng mùa này bạn nào mà rớt thì mau đi phỏng làm lịch đi phỏng vấn lại liền. Thì anh nghĩ cái đó cũng quan trọng á, tại vì thành ra có những bạn, một vài bạn gặp anh, các bạn cũng nói là vấn đề về visa, có chuyện khi mấy bạn phỏng vấn 2-3 lần, nhiều khi nó cũng có cái duyên á. Thôi nếu trường hợp mà mình lỡ rớt thì mình cứ coi như là mình gọi là gì, sai người sai thời điểm đi. Sai người đúng thời điểm hay là whatever, nói chung là mình đi đó, như vậy. Thì quay lại cái của mình thì anh thấy là cái này rất là hay. Cái này mà anh em vừa chia sẻ cái reinstatement á, thì anh cũng nghe nói rồi, anh nghe nói là cái quá trình để làm cái reinstatement á, nó cũng phiền phức, nó cũng nhiều khơi lắm. Cho nên thật sự là nói là ngay từ đầu anh cũng nói là mình nên tránh cái đó, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì nói chung là anh nãy giờ anh em mình chia sẻ, anh nghĩ là cũng khá nhiều ý đó. Anh nghĩ là thời gian cũng sắp hết rồi. Thì thôi mình tổng kết chút xíu rồi đi ha. Nói chung là bây giờ anh tổng kết chút xíu là cái quan trọng các bạn cần làm á, là đặc biệt các bạn du học sinh mới qua, đúng không? Các bạn cần làm, các bạn nghiên cứu lại như cái video này cho các bạn cái nhìn rất là sơ sài thôi, để khá mình nổi qua những cái mình biết thôi. Thành ra anh khuyên một điều là các bạn đi hỏi và đi tìm hiểu liền out status nghĩa là gì, trường hợp nào out status và nếu có xảy ra thì mình phải làm gì. Thì để chi mình, hồi đó thầy anh học, thầy đại học, thầy nói câu là mình cứ làm nó rõ ràng một lần rồi thôi, kiểu vậy. Thì mình biết nó là như thế nào để mình xem mình hiểu, thì các bạn lên gặp DSO của trường, lên gặp hay là lên mạng tìm hiểu search out of status để các bạn hiểu hơn, nắm rõ thông tin. Thì video hôm nay cho các bạn cái nhìn giống như là nó hơi có chút trừu tượng về vấn đề đó thôi. Nói chung là anh nghĩ nếu mà đi sâu hơn còn nhiều trường hợp nữa.
Đó. Rồi những cái tip mà nãy mà anh Khoa với Trân, chị Trân chia sẻ đó, thì đó những cái mà kinh nghiệm của tụi anh, mà chắc chắn đấy, các bạn đi nói chuyện với nhau các bạn còn những cái cách hay hơn nữa. Nhưng mà quan trọng nhất một điều vẫn là gì? Đi học thì tập trung học. Còn nếu trường hợp mà mình nhắm mình làm gì đó bất hợp pháp thì phải hiểu là chuyện nó xảy ra thì mình đừng có đi kêu trời kêu đất. Phải phải nhớ cái đó nha. Đó, quan trọng là như vậy. Thì Trang ơi, trước khi anh em mình kết thúc, em có lời khuyên nào cho các bạn nữa không? Lời khuyên cho các bạn. Lời khuyên cho các bạn là thứ nhất là các bạn hãy cố gắng duy trì cái việc học cho tốt, để các bạn đừng cái này gọi là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh á, để các bạn đừng có bị rơi vào cái tình huống này. Còn cái thứ hai nữa là nếu mà lỡ mà xui mà các bạn đã rơi vào tình huống này thì các bạn cố gắng hãy tìm được trường và cái người nào để hỗ trợ, để kích hoạt lại cái quá trình này cho các bạn càng sớm càng tốt. Chúc các bạn may mắn. Thì bây giờ anh nghĩ là nếu mà trường hợp mà các bạn có cần thêm thông tin á, tại vì nãy Trân có đề cập là Trân là admin của một cái group về du học đó, thì trên đó anh thấy là các bạn hay đặt câu hỏi nhiều, thì anh nghĩ là anh sẽ để cái link mà của cái group của các bạn dưới đây á, thì để như các bạn có thể là join vào group đó, thì nếu mà mình có cần biết thêm thông tin về du học đại khái hay là phân hạng những hạng làm về trong quá trình đi học á, thì các bạn hỏi trên đó, thì trên đó các bạn sẽ gặp được Trân ha. Thì có gì gì gửi gắm các bạn cho Trân nha. Cái group du học của Trân tên là Du học Mỹ Úc Canada từ A đến Z nha các bạn. Rồi, rất là dễ nhớ ha, từ A tới Z luôn. Có gì thì cứ lôi cô này ra rồi nói chuyện thôi, đúng không? Dạ. Ok, rồi cảm ơn Trân rất nhiều nha. Hôm nay là có rất là bổ ích, tại vì bản thân anh học xong rồi, anh không còn quan tâm nhiều về outstated nữa. Cái state của anh là một dạng khác rồi. Đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là biết được thêm như vậy, thông tin như vậy, thì anh cũng thấy là nếu mà trường hợp anh mà xưa mới qua, thì nếu mà biết được như em á, thì anh sẽ rất là yên tâm hơn, tại vì mình cũng nắm được khá những cái mình cần làm rồi. Đó. Thì nói chung là cảm ơn Trân rất là nhiều ha, rất thông tin rất là quý báu và kinh nghiệm rất là tốt. Anh mong là các bạn ngày hôm nay có cơ hội nghe được video này sẽ có nhiều thông tin hữu ích để mà làm hành trang cho mình khi đi học ở nước Mỹ ha. Cảm ơn anh Khoa đã mời em đến buổi hôm nay, em rất là vui và rất là vinh hạnh. Rồi, anh cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Thì nếu mà trường hợp các bạn có hỏi thắc mắc thì các bạn cứ việc là như mọi khi gửi cho Khoa ở fanpage hay là gửi vào trong cái YouTube comment đều được hết. Thì nếu trường hợp các bạn cần connect với Trân thì cứ alo anh Khoa ăn tiếng thì anh Khoa sẽ connect với lại chị Trân cho. Rồi, ok mọi người, chúc mọi người thật là vui. Rồi gặp lại số tiếp theo nha. Bye bye. Bye Trân. Bye anh. Ok. Hi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Khoa nha. Hãy giúp Khoa là để lại những ý kiến của mình, những điều các bạn nghĩ là video bổ ích hay là những điều các bạn nghĩ là sẽ giúp cho Khoa phát triển được thêm những cái ý kiến mới hay là làm chương trình của mình tốt hơn nha. Đừng quên bấm vào nút subscribe và nút quả chuông để mà thứ nhất ủng hộ tinh thần của Khoa, thứ hai để mà các bạn thấy được những video mới nhất càng sớm càng tốt khi mà được phát hành nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mong mọi người ngày thật là vui và hẹn gặp lại số tiếp theo. Bye bye.